Hello, xin chào các bạn. Hiện tại của mình đang là một thùng máy ảnh mới về. Hôm nay có phải rơi tầm khoảng hơn chục con mới về. Thì mình làm cái video này để cho các bạn xem. Hiện tại thì mình chưa mở bất kỳ một con nào ra. Mình vừa mới mở thùng và vừa mới để mấy cái sạc cáp. Đây ạ, cái dây sạc nó cáp mình để ở cái góc này. Còn đây là bắt đầu là chúng ta sẽ cùng nhau mở máy để cho các bạn xem hôm nay về được những con gì nhá. Nhiều bạn cứ nghĩ bảo mình lấy về 1-2 con lít nhít, đúng shop mình nó cũng hơi bé thật, nhưng mỗi lần về ấy, nó cũng không ít đâu. Đây là một con Sony Alpha A5001. Như cái con này ngoại hình khá là đẹp, nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ 95-96% đấy, màu cà phê. Hàng này thì có nguồn gốc mình không thể nói được, nhưng đại loại là đến tay cho các bạn là nó sẽ phải hoạt động bình thường, và kể cả đến tay mình nó cũng phải là hoạt động bình thường. Đây, như cái con A5001 này cũng đẹp này, màu đen này, máy đẹp keng này. Đấy, được hai con A5001 rồi. Nhiều bạn đến trực tiếp cửa hàng mình thì thấy cửa hàng mình bày bừa nó hơi ấy, nhưng mà thực sự mà nói thì cái vấn đề là cái chất lượng máy, các bạn xem phần cái cửa hàng trang trí các thứ ở bên mình không ấy. Ở đây cũng có một con XA10 nữa này, Fujifilm này, ngoại hình khá là đẹp luôn, các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy, một con XA10 nữa này, hai con A5001, một con XA10 rồi này. Tiếp đến là gì đây? Đây là một con Sony Alpha A6000, con Sony Alpha A6000 màu bạc. Wow. Các bạn nhìn này, đây là một cái con máy ảnh màu bạc, và cái con máy ảnh Sony Alpha A6000 màu bạc này rất là đẹp luôn ấy. Mình từ trước đến nay mình không có đánh giá cao về cái màu đồng, màu hơi ngà vàng của cái con A6000 này, tại vì là dùng lâu nó sẽ bị mờ hết cái cốt đen đây. Nhưng đây là một cái chiếc máy rất là đẹp, vì vậy mà nó không có cái hiện tượng bị mờ cốt đen gì cả. Vì vậy các bạn, nếu mà các bạn mà đang tìm một cái chiếc máy mà có ngoại hình keng ấy, thì chúng ta có thể là tham khảo con Sony Alpha A6000 này nhé. Đây là một cái ống kính 22mm f2. Đây là ống kính dành cho dòng Canon M series. Ống kính này mình đã làm một cái video rồi. Về cơ bản cái ống kính này, khi mà các bạn mua về để làm vlog hoặc là chúng ta chụp đa dụng ấy, thì cái ống kính này khá là tiện. Vì cái tiêu cự của cái ống kính này ấy, nó gọi là nó khá là vừa mắt người dùng, cũng như là cũng có một cái khẩu độ nó rơi vào tầm khoảng độ f2.0. Nó sẽ giúp cho bạn chụp ở trong điều kiện trời tối, cũng như là chúng ta quay làm vlog trong ban ngày, nó có hiệu ứng xóa phông nhẹ nhẹ. Mà chụp trong điều kiện thiếu sáng thì ISO nó đỡ bị đẩy lên cao. Tiếp đến là một con Sony Alpha A5001 nữa. Con A5001 này để xem nào. Ấy da, cái màn hình không biết thế nào. Thử bóc cái miếng dán này ra xem nào. Wow, bóc cái miếng dán ra đẹp keng luôn. Rất ok đấy. Ui, con này nó dán keo này, các bạn nhìn thấy không? Bóc ra này. Bóc keo cái màn hình ra cái ui sủi mới keng luôn các bạn ạ. Khá là ưng, hiện tại là đang khá là chim ưng với nhiều con này đấy. Chưa có con nào xấu xấu. Tiếp đến là một con Sony Alpha A6000 nữa này. Con A6000 này cũng có miếng dán rồi, do vậy mà nếu mà chúng ta bóc ra ngoại hình cũng đẹp đấy. A6000 con này mình sẽ đánh giá nó rơi vào tầm khoảng độ 96-97%. Và cái con này đi kèm với ống kính là 50 1.8, chứ nó lại không phải là ống kính 16-50 thường thấy. Tất nhiên là nếu các bạn mua A6000 kèm kit thì ví dụ như cái con này nó sẽ có mức giá từ 7-8 triệu. Còn tẹo nữa mình sẽ phải kiểm tra kỹ hơn và vệ sinh sạch sẽ đi. Còn nếu mà các bạn mà mua kèm với ống kính 50 1.8 thì nó lại có mức giá rất là cao. Nó có thể lơ sơ về tầm khoảng độ 10 triệu đấy các bạn ạ. Vì vậy mà đây là cái video mình mở ra để cho các bạn xem thôi, chứ không phải là video để gọi là báo giá cụ thể cho các bạn là trong những cái video kiểu như thế này. Ở đây có tiếp một con Sony Alpha A5001 nữa này. Con này màu trắng này. Về cơ bản cái con này ngoại hình mình đánh giá cũng khá là đẹp, không xấu nhá. Con A5001 màu trắng. Thế là chúng ta đã có 4 con A5001, 2 con màu nâu và 1 con màu đen, 1 con màu trắng rồi. Hôm nay về Sony khá là nhiều đấy. Hiện tại là máy mình vẫn đang thấy cảm thấy là khá là chi bưng. Tiếp đến chúng ta có một chiếc Canon M100 màu đen. Chiếc máy này ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Về cơ bản mình sờ có cái hiện tượng ráp ráp này là mình biết là ngoại hình còn đẹp rồi. Máy khá là ok đấy. Nào xem nào. Máy M100 thì rõ ràng nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với M10, và cụ thể cái mức giá của con Canon M100 cũng đắt tiền hơn M10 tương đối nhé.
các bạn nào mà chán M10 vì là cái M10 bắt nét kém này cũng như là quay phim nó không được tốt thì chúng ta có thể là cân nhắc cái con M100 này. Con M100 này nó sẽ có mức giá nó dao động rơi vào tầm khoảng độ gần 7 triệu đấy các bạn ạ. M100 khá đẹp luôn. Tiếp đến là mở một con nào đây. Tiếp đến lại là một con ống 50 1.8 nữa này. Ống kính 50 1.8 của Sony, hôm nay về được hai con màu đen khá là ok. Con này ngoại hình cũng phải 96 đến 97%, rất là đẹp. Ống kính 50 1.8 là ống kính chụp chân dung nhá, chân dung 6.0 nhá. Ở đây mình có một chiếc nữa này, chiếc Canon M10 này, chiếc Canon M10 màu trắng này. Wow, một cái chiếc Canon M10 ở thời điểm hiện tại mà có một cái chiếc Canon M10 mà ngoại hình còn đẹp như thế này cũng hơi hiếm này. Con này đẹp quá. Này. Những cái con M10 xấu xấu ngoại hình ở cái chỗ này nó hay bị ố vàng này hoặc là mất cái nắp cao su ở dưới này. Con này khá là ổn đấy. Để thử bật lên xem nào, xem màn mỏng như thế nào nào. Wow, con này màn được các bạn ạ, không có bị kiểu bị hiện tượng bị bo góc màn hình kiểu tối đen. Về cơ bản như thế này là thuộc loại đẹp. Tiếp đến là lại một chiếc Sony Alpha A5100 nữa. Thực sự mà nói thì con A5100 hôm nay mình đang có nó rơi vào tầm khoảng 5 chiếc. Và hiện tại trong tủ của mình đang còn khoảng độ 2 chiếc nữa. Ngày mai sẽ về tiếp là 2 chiếc nữa. Các bạn có thể thấy là A5100 bên mình về khá là ok. Thực sự con đấy là một con rất là tốt trong cái phân khúc nó rơi vào tầm khoảng độ hơn 6 triệu. Chúng ta lại có một con 50 1.8 nữa các bạn ạ. 50 1.8 nhiều quá này. Wow, có 3 con 50 1.8 rồi. Và trong tủ còn vài con 50 1.8 nữa. Này, bán thoải mái cho anh em từ giờ đến Tết. Ở đây có một chiếc Fuji Film XA10 nữa này. Con này màu bạc, con này thì ngoại hình mình đánh giá nó chỉ được chắc là rơi vào tầm khoảng độ 90 đến 92% thôi. Các bạn nhìn thấy cái mặt đáy của nó này, nó hơi xấu, nó đen góc. Đấy. Nhưng mà giá con này chắc chắn là sẽ không thể nào 5 triệu được. Có thể là mình phải xem kỹ thêm cả phần cứng bên trong nữa. Nhưng mình sẽ bán cái mức giá sẽ dưới 5 triệu. Tiếp đến chúng ta lại có con XA10 nữa này. Con này ngoại hình cũng được nhá. Ngoại hình ok đấy. Như thế này là ok, ok hơn tương đối với con này. Con này nó sẽ rơi vào tầm tiệm cận 5 triệu, chưa đến 5 triệu. Con 5 triệu sẽ là con kia. Con này thì nó sẽ gần 5 triệu. Đấy là mình đang nói mà theo cái kiểu ngoại hình. Tiếp đến là một con XA5 nữa này. Con XA5 này, đây là một cái con lần đầu tiên mình nhìn thấy cái màu của con XA5 này. Các bạn nhìn thấy ạ, con này màu xanh da trời luôn. Chứ nó lại không phải màu xanh kiểu, màu xanh này có phải màu xanh da trời không nhỉ? Cũng không hiểu lắm. Màu này khá là đẹp, mình thấy là hơi độc lạ luôn. Con XA5 này màu độc lạ quá, nhìn đẹp thật. Đi kèm với ống kính là 15-45. Con này ngoại hình mình đánh giá nó phải rơi vào tầm khoảng độ 97-98%. XA5 thì nó sẽ nằm trong phân khúc những cái chiếc máy nó rơi vào tầm khoảng độ 7 triệu các bạn nhé. Ví dụ như cái chiếc máy này, nếu mà cứ không có gì thay đổi, phần cứng ok cũng như là ngoại hình keng mà phụ kiện đầy đủ thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 7 triệu đến 7 triệu mốt. Con này khá là đẹp luôn đấy. Ở đây lại có một chiếc Canon M10 nữa này. Cái chiếc Canon M10 này thì ngoại hình mình đánh giá nó rơi vào tầm khoảng độ 95%. Với cái chiếc Canon M10 này ấy, thì nó sẽ có mức giá rơi vào tầm khoảng độ 5 triệu. Con này mình đoán là ngoại hình như này là khoảng 5 triệu. Đấy, thì chúng ta cũng có thể là mường tượng được một cái khoản giá nhất định ở cái chiếc Canon M10. Còn cái chiếc màu trắng này mình nghĩ nó sẽ rơi vào tầm cao hơn nhé. Thì các bạn nào có nhu cầu thì chúng ta có thể là tham khảo mấy cái con M10 này. Đấy, còn không? Anh ra vẫn còn hai con nữa các bạn ạ. Chúng ta chờ xem nào. Ở đây có tiếp một chiếc XA3. Ui, à đây là cái băng dính, tưởng nó bị bẩn. Con XA3 này ngoại hình khá là đẹp. Mình đánh giá cái con XA3 này có ngoại hình nó rơi vào tầm khoảng độ 97-98%. Con này màn cũng có dán rồi này. Con này màu nâu da bò, nhìn khá là đẹp, đi cùng với ống kính 16-50. Con này thì nó sẽ có mức giá rơi vào tầm 6 triệu này. Cuối cùng này, đây là một con cuối cùng này. Con này là con gì? Wow, cuối cùng lại là một con Canon M100 các bạn nhé. Canon M100 hôm nay về được 2 chiếc. Mấy con Canon M100 cũng là một cái con mà khá là ok và mình bán cũng khá là nhiều. Con này còn đi cả kèm theo cả một cái hút 15-45 nữa này. Nhìn trông khá là hoành tráng đấy, gắn cái hút trên cái ống 15-45 ổn đấy. Mấy con M10 mà các bạn đang xem ở trên mạng mà nếu mà các shop đang bán nó rơi ở tầm 4 triệu rưỡi hay là
dưới 5 triệu ấy, thì đa phần những cái con đấy có thể là màn đen nhé. Chúng ta phải xem kỹ mà. Màn đen thì thường nếu mà hơi đen đen thì có thể bỏ qua được, nhưng mấy con nào mà nó đen quá, nó tạo ra một cái vùng vòng cung thì không nên nhé. Đấy là mình khuyên các bạn thế thôi, chứ còn bảo là nó ảnh hưởng chất lượng hình ảnh không thì mình khẳng định là mấy cái viền đen đấy nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng hình ảnh cả. Thế rồi, còn ở trong đây là một số những cái hộp của máy này, XA5, XA10 này, A5001 hộp này, 50 1.8 có hộp này. Đấy, trên đây là chia sẻ cho các bạn một cái quá trình mà mình mở hộp ra. Đây mới chỉ là một cái bước đầu thôi để mình xem qua về cái phần ngoại hình. Đây ạ, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đấy. Sau khi đấy thì mình sẽ cần phải vệ sinh sạch sẽ đi. Có một số những vết mà có thể là vết bẩn thì chúng ta có thể vệ sinh được. Tất nhiên là cái người bán cho mình những cái lô máy ảnh này thì họ đã test đầy đủ rồi. Nhưng mà để cho đảm bảo hơn, mình sẽ phải kiểm tra lại một lần nữa cho nó chắc chắn. Sau đó sẽ phải thử kiếc sạc xiếc các thứ ok không. Lúc đấy thì mới bán được cho các bạn, chứ không phải là cứ để như thế này xong rồi gói cho các bạn luôn đâu. Nó do vậy mà cái quá trình mà mình phải kiểm tra thì nó cũng mất hơi tốn thời gian một chút. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm là khi mà đến tay các bạn thì máy là nó sẽ là hoạt động bình thường. Còn bên mình vẫn bảo hành phần cứng cho tất cả những cái máy này. Nó rơi tầm 3 tháng. Ví dụ trong vòng 3 tháng nếu sản phẩm có lỗi thì bên mình sẽ hỗ trợ khắc phục 100% chi phí. Còn ví dụ như các bạn mà mua trong vòng khoảng độ 5 ngày đầu nhé, 5 ngày đầu mà ví dụ sản phẩm mà các bạn check ra được nó có lỗi thì bên mình sẽ hỗ trợ là đổi trả cho các bạn. Đấy, tùy theo thỏa thuận, các bạn có thể nâng đời hoặc hạ đời, hoặc là nếu mà mình không có một cái chiếc máy ảnh nào tương tự để thay thế các bạn nhé. Video này xin kết thúc tại đây. Bạn nào có nhu cầu cũng như là ủng hộ mình về những cái chiếc máy ảnh cũ thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mình ghi trên video. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình trên tay những chiếc máy ảnh cũ khác nhé. Cảm ơn các bạn.